Chương trình đang livestream trực tiếp. Các bạn hôm nay ngày chủ nhật nghỉ lễ chắc là đang đi chơi rất là xa rồi. Đang ở đâu đó trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào đi chơi thì cũng comment vô giới thiệu là mình đang ở đâu, mình ở khu vực nào. Mình thì 2 ngày cuối tuần này mình có lớp bạn cho cái chương trình của mình. Lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 158. Cái lớp này nó có 4 cái đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là cuối năm 2018. Đặc biệt thứ hai là cuối tháng 12. Đặc biệt thứ ba là cuối tuần. Và đặc biệt thứ tư là cũng là cái lớp cuối cùng trong năm 2018 của B-Training. Nó có 4 cái đặc biệt. Lớp hôm nay lớp 2 ngày hôm nay rất là đông. Và rất là đặc biệt. Và bạn nào các bạn đang đi chơi trên khắp mọi miền đất nước, bạn đang ở khu vực nào, vùng miền nào thì bạn cũng giới thiệu vô để cho mọi người biết là bạn đang đi chơi khu vực đó và nó có cái gì đặc biệt. Hôm qua thì cái livestream của mình là mình nói về 12 bước thiết lập mục tiêu. Và có một bạn comment nói rằng là hồi giờ bạn cũng biết nhưng mà chưa bao giờ bạn làm một cách rất là rõ ràng và chưa bao giờ có một cách rất là chi tiết nó như vậy. Chính xác nó là như vậy. Khi biết cách lập mục tiêu thì chúng ta sẽ khác biệt, chúng ta sẽ thấy ra được cái bức tranh của năm, nó giúp cho chúng ta review cái năm 2018 đã qua và nó giúp cho chúng ta như thế nào tiến tới một cái bước tiếp theo nữa là năm 2019 chúng ta phải làm gì. Chúng ta cần phải có bức tranh trong cái đầu của mình thì tự nhiên nó định hình cái hành trình cuộc đời chúng ta đi nó rất là dễ dàng. Cái mà chúng ta không có mục tiêu, chúng ta không đặt mục tiêu, không vẽ bức tranh thì tự nhiên cái năm đó chúng ta mất phương hướng. Các bạn để ý đi, cứ ngày nào các bạn thức dậy mà các bạn không có mục tiêu của ngày đó là ngày đó bạn mất phương hướng ngay. Đó là lý do mà cái livestream hôm qua là mình chia sẻ bạn cái 12 cách thiết lập mục tiêu. Các bạn lên YouTube, các bạn lên Facebook, cái livestream nó vẫn còn y và các bạn nên share về và các bạn xem lại để các bạn lập mục tiêu cho mình năm 20, cuối năm này chúng ta tổng kết và lập mục tiêu cho cả năm 2019. Và cái livestream sáng hôm nay thì mình gửi đến các bạn một cái chủ đề rằng là 5 năm cách để chúng ta có tiền và trở thành triệu phú, đúng không? Thì làm cái gì chúng ta cũng phải biết cách. Còn nếu chúng ta không biết cách thì chúng ta loay hoay hoài, chúng ta làm không có được. Chắc chắn là các bạn đang xem livestream này và các bạn cảm nhận ra cái điều này. Chào bạn Hoàng Thông và chào bạn Vlog. Chào bạn Nguyễn Đình Hùng. Cái điều này là chắc chắn. Bạn muốn chơi đàn mà bạn lò mò hoài thì làm sao mà bạn chơi được? Bạn phải đi tìm thầy để bạn học. Cái người mà lò mò mà tự làm được có hiếm lắm. Cái dạng đó rất hiếm. Cái loại người đó rất hiếm ở trên thế giới này. Nó là chúng ta cần phải biết cách thì chúng ta mới đạt được. Tuy nhiên phần lớn mọi người hay chọn cái cách tự lò mò. Lò mò mà nó không ra là nhìn thấy liền. Lò mò làm cái gì chỉ cho nó mệt. Chào bạn Trần Vương. Ồ lâu quá rồi mới gặp Vương. Lâu quá rồi mới thấy Vương. Nó là chào bạn Nguyễn Văn Vượng. Nó là các bạn chào bạn Trần Trường. Ok Hồng ơi. Nó là chúng ta cần phải gì cần phải biết cách. Và người ta thống kê và trong cái hành trình trong cuộc sống qua 40 mấy năm trải nghiệm và va vấp thì mình cũng thấy có những cái cách mà kiếm tiền và bạn duy trì theo cái cách đó thì nó sẽ giúp cho bạn có tiền nhiều hơn, bạn trở thành gọi là triệu phú, nghĩa là chúng ta sở hữu tài sản cái triệu đô la. Thì cái mốc ở đây là tài sản ở đây là khoảng 2 triệu đô la. Thường thường là tài sản 1 triệu đô la thì người ta đã nói là người đó trở thành triệu phú rồi. Cái tài sản mà nó tạo ra thu nhập cho họ đó, nó sinh ra cái nguồn thu nhập thụ động á. Thì cái cách thứ nhất, các bạn nào đang livestream thì chúng ta chào nhau, đang xem livestream chúng ta chào nhau, kết nối nhau nha các bạn nha. Like rồi share rồi tag mọi người vô để chúng ta cùng nhau biết nhiều. Cái cách thứ nhất là những người có cái cuộc sống tiết kiệm, những người có cuộc sống tiết kiệm nhưng mà với điều kiện là thu nhập hàng ngày của họ nó phải qua cái mức chuẩn. Nếu mà cái thu nhập mà nó thấp quá thì nó cũng không có khó được. Ví dụ ở Việt Nam của chúng ta hiện tại thu nhập cái mức chuẩn á, một cái cuộc sống rất là bình thường mức chuẩn á,
là chúng ta phải có khoảng thu nhập là nhiêu ạ? À? Khoảng 10 triệu một tháng. 10 triệu một tháng. À, tương đương với 400 đô của một cá nhân á các bạn. Thì chúng ta mới sống được cái mức chuẩn được. Còn nếu mà thấp quá nữa thì nó quá thấp rồi. À, thì cái nhóm thứ nhất là mình gọi là nhóm tiết kiệm, các bạn ghi vô đi, là nhóm tiết kiệm. Thì cái nhóm này á, người ta nghiên cứu rằng là cũng chiếm khá đông á, khoảng 20% những người giàu trong trong những người trở thành triệu phú, họ có tài sản khoảng 2 triệu đô là họ thuộc cái nhóm tiết kiệm. Tuy nhiên cái mức thu nhập nó phải nằm ở mức chuẩn đổ lên, còn cái mức thu nhập thấp quá tiết kiệm cỡ nào thì nó cũng không có thể trở thành triệu phú được. Thì ở Việt Nam chúng ta cái mức chuẩn đó là nó phải từ 10 triệu đổ lên, nhưng mà những người này là họ như thế nào, họ có một cuộc sống rất là tiết kiệm, họ tiết kiệm lắm, họ sống dưới chuẩn. Họ họ suốt ngày họ tằn tiện đủ thứ đó, họ không có tiêu phà tiêu xài vậy đó, và cái tiền tiết kiệm đó dư ra họ mua đất mua đai, họ bỏ vào những cái tài sản sinh ra giá trị. Thì kéo một cái thời gian dài, người ta thống kê những người này họ mất tới 30 năm lận, họ mất tới 30 năm lận họ mới có được cái khoản tài sản là khoảng 2 triệu đô. Họ mất tới 30 năm họ kiên trì họ làm cái việc này. Và nếu ở đây các bạn thấy rằng là mình không có kiến thức trình độ kỹ năng, mình không cần phải lao ra nhiều, thì các bạn phải làm được cái việc này, các bạn phải cần làm được cái việc này. Các bạn cần cần phải vậy để gì ạ? Để chúng ta tiến tới những cái mức chuẩn đó. Bởi vì ở đây các bạn phải xác nhận với mình rằng là cái cuộc sống mà nó thiếu thốn về tiền bạc, cái cuộc sống mà cái điều kiện tài chính nó không có, các bạn có đồng ý với mình rằng là cái cuộc sống nó rất là khó khăn không ạ? Bạn đồng ý ra điều này mà cái cuộc sống nó chúng ta tồn tại á, gọi là cái cuộc sống tồn tại nó khó khăn vô cùng. Nên là cái mục tiêu cuối cùng tại sao chúng ta cứ nói là đồng tiền nó quan trọng, không những đồng tiền nó quan trọng mà nó cực kỳ quan trọng các bạn. Vì sao nó cực kỳ quan trọng? Bởi vì 90% những gì liên quan trong cuộc sống của bạn nó đều liên quan đến tiền. Nên đó là lý do mà chúng ta phải nói tới cái cách chúng ta phải thực tế với nhau đi. Chúng ta phải luôn luôn thực tế nhau là chúng ta phải nói những cái cách nào đó để chúng ta có tiền. Còn nếu mà nhiều người nói là đồng tiền có quan trọng đâu, tình nghĩa là quan trọng, tất cả những cái điều đó các bạn ơi nó có một cái gì nó không có thực tế. Bởi vì khi chúng ta đi thực tế vào cuộc sống, khi mà chúng ta cái đó là cái câu mà nói bằng miệng một cái quan điểm, nhưng mà khi chúng ta đi thực tế vào cuộc sống, chúng ta phải đối diện những cái hàng ngày ấy, thì các bạn thấy chúng ta cần phải có tiền. Còn còn nói là tiền không quan trọng đâu, tình cảm quan trọng, cái đó là cái mà không thực tế. Tại vì hàng ngày chúng ta đối diện với cuộc sống chúng ta, con đi học cũng cần phải có tiền, muốn mua đồ mua cái gì đó chúng ta cũng cần cần phải có tiền. Các bạn chưa ạ? Muốn tất cả mọi thứ các bạn cần có tiền, tình cảm đâu có giải quyết được mấy cái đó đâu. Nên là chúng ta hãy thực tế với nhau và nghĩ cái cách để làm sao chúng ta đi giải quyết cái gì mà thực tế thì chúng ta mới giải quyết được. Còn chúng ta cứ lòng vòng rồi là nói là tiền cũng có quan trọng đâu, tình cảm là quan trọng, tất cả những người đó họ đều cần thèm tiền và họ thèm tiền ghê gớm lắm các bạn hiểu chưa, nhưng mà họ họ không biết cách nào để họ kiếm tiền được, nên là họ mới nói những cái câu nó như vậy thôi. Để họ tự dỗ dìu họ, họ tự 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 gì tự ru ngủ mình, tự vỗ về mình thôi. Chứ còn tất cả mọi thứ trong cuộc sống chúng ta phải đối diện với tiền. Nên là cái cách thứ nhất là chúng ta tiết kiệm, nhưng chúng ta phải tiến tới cái mức thu nhập đủ chuẩn, còn mức thu nhập dưới chuẩn đó là bó tay. Chắc chắn là chúng ta không thể có tài sản triệu đô được, 1 triệu đô tới 2 triệu đô không thể được. Chúng ta phải có mức thu nhập nó nằm trên từ mức chuẩn đổ lên. Ở Việt Nam chúng ta cái mức chuẩn là nó khoảng 10 triệu một tháng, ok chưa? Điểm điểm đến chung của những người tiết kiệm này là họ thu nhập trung bình, nhưng mà họ biết chỉnh chu cuộc sống của họ, họ biết tằn tiện, họ không tiêu pha, và tiền bao nhiêu thì họ làm ra, họ tích lũy và họ cố gắng mua từng miếng đất nhỏ. Hàng ngày họ vẫn cứ làm ra tiền, họ cố gắng mua từng miếng đất nhỏ, mua ở xa, tiền ít thì họ mua ở xa, rồi để theo năm tháng nó lên, rồi bắt đầu họ tiến là gần 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 và như thế nào ạ? Và lần lần cái mất hết khoảng 30 năm
họ có được cái tài sản khoảng một vài triệu đô, và cái này ở Việt Nam hơi bị nhiều đó, nhiều lắm đó các bạn à, nhiều lắm á. Họ cũng chả đi học cái lớp nào vào đâu, họ đã chả biết cách nào đâu, họ chỉ đi tuân thủ cái cách đó thôi là họ vẫn có tài sản triệu đô đó. Chính các bạn chứng kiến, những bạn trẻ các bạn phải biết. Cái nhóm người thứ hai là những cái nhóm người mà gọi là chuyên gia. À, bạn muốn thành công giàu có, bạn không thuộc cách thứ nhất thì bạn phải thuộc cách thứ hai. Bạn phải là người chuyên gia, tức là bạn phải là người rất là giỏi, rất là xuất sắc trong lĩnh vực đó. À, các bạn nên nhớ rồi, ai cũng thích làm việc với chuyên gia. À, ví dụ như là bạn đi sửa một cái xe, và ở cái khu vực đó có một người mà sửa xe rất là giỏi và ai cũng công nhận, thì bạn chắc chắn rằng bạn muốn đi sửa xe cho người đó, và bạn sẵn sàng trả cái giá cao hơn. Đồng ý không ạ? À, và hoặc là bạn mê cái ca sĩ, bạn mê âm nhạc, mà bạn thích cái người ca sĩ nó hát rất là hay, rất là chuyên tâm, luyện tập rất là ok, thì bạn sẵn sàng bỏ cái gì à? Bỏ giá tiền mua vé cao hơn để bạn như thế nào à? Bạn nghe cái người ca sĩ đó hát. À, thật là các bạn thấy những cái cầu thủ như vừa rồi các bạn thấy không ạ? À? Cầu thủ Quang Hải, cầu thủ Công Phượng, cầu thủ Đình Trọng, Văn Hậu, à, cầu thủ ở trong cái đội tuyển Việt Nam của chúng ta đó, hoặc là huấn luyện viên Park Hang-seo, đúng không? À, những người đó họ là chuyên gia, họ chuyên ra rất là giỏi trong lĩnh vực của họ. À, thì họ sẽ trở thành, họ rất là nhanh chóng, họ rất là dễ dàng để trở thành những người thu nhập rất là cao, và họ sẽ trở thành triệu phú. Vậy một cái công thức ở đây rằng là bạn có thấy rằng là mình có thể là chuyên gia trong lĩnh vực nào hay không? Một cái câu hỏi đặt ra ở đây muốn nói với bạn, bạn có thể là chuyên gia trong lĩnh vực nào hay không? Cái cách trở thành chuyên gia trong bất kỳ một lĩnh vực là các bạn phải tập trung và luyện rất là chuyên sâu, rất là chuyên sâu, và đi rất là sâu vào lĩnh vực đó. Chúng ta không thể lang bang được. Cái người mà lang bang cái gì cũng làm, cái người đó không còn rất là lâu để trở nên giỏi giang được. Các bạn biết, để chuyên gia ở cấp độ 1, cái gọi là cấp độ thấp nhất, cấp độ 1 là bạn mất phải hết 10.000 giờ. 10.000 giờ. Cái tiêu chuẩn đây là không phải mình nói đâu. Cái tiêu chuẩn ở đây là của NASA, tổ chức NASA của Mỹ, họ nghiên cứu ra. Mất hết 10.000 giờ để gì à? Để bạn trở thành chuyên gia ở cấp độ 1 thôi. Bạn phải luyện rất là sâu về lĩnh vực gì đó. Ví dụ như là bạn là người ngoại ngữ thì bạn phải luyện rất là sâu, phải tập trung chuyên sâu, luyện làm việc hành động, mất khoảng 10.000 giờ thì bạn mới đạt được. À, chào bạn Hình Đức Phụ, ngày mới rất là năng lượng. À, chào bạn Châu Thị Đa, đúng rồi. À, chúng ta phải luyện rất là sâu. Hoặc là nếu mà như bạn Châu Thị Đa đó, bạn là chuyên kinh doanh những sản phẩm của thốt nốt, đường thốt nốt, rượu thốt nốt, hạt thốt nốt, nước thốt nốt, cái gì đó nữa, thế gì nước gì đó, nước cô đặc thốt nốt rồi đó, đúng không? Thì để mà bạn giỏi trong lĩnh vực này là phải, bạn phải chuyên tâm ít nhất là 10.000 giờ, nhưng mà mới có ở level cấp độ 1 thôi. Bạn phải luyện nữa để bạn tiến tới level chuyên gia trong cấp độ 2 và cấp độ 3, và bạn càng tiến lên cái cấp độ trên đó thì thu nhập bạn càng cao. Chứ còn mà bạn chưa phải chuyên gia, chưa tới 10.000 giờ, còn lâu, lâu lắm. Ví dụ bạn là đang là nhân viên kế toán, bạn phải luyện để bạn trở thành chuyên gia kế toán. Bạn rất là master trong lĩnh vực đó thì bạn mới thu nhập cao được. Cứ nhân viên kế toán tèn, rồi đi làm, rồi chờ nó lương làm sao được. Bạn phải trở thành một người kế toán mà rất là xuất sắc và ai cũng cần đến bạn thì bạn mới khá đó. Hoặc là bạn là kỹ sư xây dựng thì phải luyện vừa kiến thức, vừa kỹ năng, vừa kinh nghiệm, và phải luyện trở thành một người rất là giỏi, rất là xuất sắc trong lĩnh vực xây dựng của mình đó. Thì ai cũng cần, và lúc đó thu nhập bạn rất là cao. Và bạn có cái thu nhập cao đó, bạn đầu tư thêm qua lĩnh vực khác nữa là bạn sẽ giỏi, bạn sẽ trở thành chuyên gia, bạn sẽ trở thành, và chuyên gia xong thì bạn phải luyện để bạn trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó. Chào bạn Hạnh Đặng. Các bạn có nhận ra không? Nên là ở đây mình muốn nói với bạn là đến năm 2019 này, tại sao mình nói cái chủ đề này những ngày cuối năm này, bởi vì mình muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp rằng
cả một năm 2018 chúng ta đã qua rồi, và có thể là bạn rất là thành công, cũng có thể là bạn có tàn tàn, bạn cũng giống như năm 2017, và cũng có thể là năm 2018 cũng là một cái năm nó không có ok với các bạn. Tuy nhiên, tất cả nó đã chuẩn bị trở thành quá khứ rồi. Quá khứ không ảnh hưởng được tương lai của các bạn đâu. Nếu các bạn biết đúc kết và tập trung cho tương lai thì tương lai của bạn nó sẽ khác. Còn nếu bạn để quá khứ mà nó kéo tương lai của bạn, đó là lỗi của bạn. Bạn không làm chủ được cuộc chơi. Nên là đó là lý do mà cuối năm, những ngày cuối năm, những ngày hôm qua là mình nói về chủ đề thiết lập mục tiêu. Thì ngày hôm nay mình nói với chủ đề là làm sao để trong năm 2019 này chúng ta có tiền, và nó là tiền đề của những năm tiếp theo nữa, để các bạn trở thành tỷ phú. Ok chưa? Bước 1 là bạn trở thành chuyên gia cấp độ 1, là mất hết 10.000 giờ, rồi cấp độ 2, cấp độ 3, rồi sau đó bạn luyện để bạn trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó. Bạn hồn dung chưa? Thì tự nhiên thu nhập của bạn nó sẽ rất là cao. Dù bạn có làm lĩnh vực đi nữa, người ta cũng rất là muốn gặp bạn, người ta muốn làm việc với bạn. Và đó là cái lý do mà chúng ta cần phải luyện. Và năm 2019 bạn phải làm theo cái cách này. Thì người ta nghiên cứu có khoảng 27% những người giàu trong xã hội họ đến từ cái nhóm này. Họ đến từ cái nhóm này bởi vì họ rất là giỏi, họ rất là xuất sắc. Và tính toán trong xã hội các bạn thấy đúng không? Các bạn thấy rằng là có những cái người cắt tóc, họ cắt tóc quá giỏi. Ok, chào bạn Tăng Sài Gòn. Có người họ cắt tóc quá giỏi và bạn muốn nó đó thì họ cũng giàu có. Có những người họ trồng hoa lan, bạn thấy họ trồng hoa lan quá đẹp quá hay. Có những quán ăn nó quá ngon. Các bạn chưa? Cái này nó liên tục, nó có. Ok chưa? Đúng rồi, bạn Thảo phải liên tục và tập trung rất là sâu thì chúng ta mới đạt được cái này. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba là những người làm kinh doanh. Cái nhóm này là đông nhất trong xã hội đây. Những người làm kinh doanh mà giàu có đó. Vậy thì khi chúng ta đã chọn con đường làm kinh doanh, ghi vô, nhóm thứ ba là nhóm những người làm kinh doanh. Làm kinh doanh mà họ còn kết hợp thêm nhóm thứ hai là họ trở thành bậc thầy trong lĩnh vực đó thì họ còn giàu nhanh nữa. Các bạn chưa? Nhóm thứ ba là nhóm những người làm kinh doanh. Họ ra họ mở những cái doanh nghiệp nhỏ. Và họ là người có kiến thức về kinh doanh. Họ là người có kiến thức về kinh doanh. Họ là người có kiến thức về các cái kỹ năng, về kinh nghiệm. Tức là không phải bạn ra kinh doanh là bạn giàu có. Có những người ra kinh doanh lụi lắm, chả biết gì hết mà cũng ra kinh doanh. Kinh doanh theo cảm tính thì những người đó là thường thường là họ thành công giàu có là họ hên. Còn lại là như thế nào? Họ biết bài, họ đi từng bước bài bản. Và các bạn biết những người này họ giàu nhanh lắm. Cái nhóm số 2 mà trở thành chuyên gia bậc thầy thì thường thường là họ mất khoảng 10 năm, hơn 10 năm họ mới tích lũy tài sản. Cái giây phút mà họ trở thành chuyên gia bậc thầy trong lĩnh vực đó, họ mất khoảng 10 năm họ mới có được cái tài sản hàng triệu đô. Ok bạn Phú ơi. Và tiếp theo cái nhóm số 3 là cái nhóm những người làm kinh doanh. Họ có kiến thức kinh doanh, họ nắm vững các kỹ năng trong kinh doanh, họ có kinh nghiệm kinh doanh, họ tuân thủ kỷ luật của những người làm kinh doanh và họ làm kinh doanh rất là bài bản. Thì những cái nhóm này họ mất khoảng từ 5-7 năm là họ có tài sản triệu đô. Còn cái nhóm kinh doanh lụi thì khỏi nói rồi, những kinh doanh lụi thì họ kiếm ăn qua ngày, hoặc là họ mất đi hồi nào nó không có ai, rồi thậm chí họ có tiền rồi họ cũng mất đi, nó không có ai. Chào bạn Hồng Dương. Các bạn nhận ra chưa? Vậy thì trong xã hội thì cái nhóm số 3 này là cái nhóm được gọi là nhóm nhiều nhất, cái nhóm phổ biến nhất. Nhiều người họ giàu từ cái con đường này nhất. Và các bạn cũng nhìn đó, phần lớn những người làm kinh doanh mà họ biết bài là một thời gian là họ khá giả hết, họ giàu có hết. Và các bạn thấy là có nhiều người họ có cái tài sản rất là nhiều. Tức là ở đây những ngày cuối năm mình đang tổng kết bạn những cái con đường để chúng ta đi, để chúng ta không có lòng vòng, chúng ta không có bị ảo tưởng, chúng ta không có băng quơ. Cái con đường thứ tư và thứ năm
mình sẽ chia sẻ sau khi mà mình dành với các bạn, là các bạn cho mình một phút quảng cáo nhé. Mình tên là Nguyễn Thế Duy, hiện tại là mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân B-Training, và cái khóa học mà nổi tiếng của mình là cái khóa làm chủ doanh nghiệp đây. Và chút xíu nữa sau khi live stream các bạn xong là mình cũng đến lớp, mình cũng đến lớp. Và khi mà mình đến lớp rồi á, mình cũng chia sẻ cái khóa học, cái khóa 158, cái khóa làm chủ doanh nghiệp 158. Cái khóa này rất là đặc biệt, nó có bốn cái đặc biệt. Đó là thứ nhất là lớp cuối năm 2018, lớp cuối tháng 12, lớp cuối tuần là thứ bảy chủ nhật, và lớp cuối cùng của các khóa học B-Training trong năm 2018, bắt đầu từ ngày mai là Tết rồi. Không còn lớp nào của năm 2018 nữa các bạn không. Lớp hôm nay rất là đặc biệt, có bốn cái cuối, nó lớp đông ghê gớm luôn, kín hết luôn. Và cái khóa học làm chủ doanh nghiệp lúc nào cũng đông, bởi vì các bạn muốn làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp nên các bạn vào đó các bạn tìm kiếm cái kiến thức này. Cái mình là tác giả của những cái quyển sách sau. Quyển sách thứ nhất là quyển gì Vượt Biển Lớn. Các bạn thấy hơi bị ngược đúng không? Không sao, tại vì mình đang sau trực tiếp nên các bạn. Cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm sau, những bạn mà họ feedback lại cho mình, họ đọc cái quyển này, họ năng lượng tràn trề và họ đang làm bất kỳ công việc gì họ cũng muốn bước ra, họ làm kinh doanh ngay vì nó truyền cảm hứng cho bạn tuyệt vời. Cái quyển sách thứ hai mà mình gửi đến các bạn là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Cái quyển này là các bạn, mình chia sẻ bạn 101 bài học trong cuộc sống và trong kinh doanh từ đời thường. Bạn đọc trong quyển này, bạn đọc từng bước một và bạn thấy wow, quá nhiều bài học, 101 bài học, nó trong đời thực của các bạn, nó chạm từng cái nốt trong đời thực của các bạn. Và nhiều bạn nói rằng là đây là quyển sách gối đầu giường của bạn. Cái quyển sách thứ ba của mình là quyển Bán Hàng Online Ngay. Mình đang cầm trên tay cái quyển Bán Hàng Online Ngay. Cái quyển này năm hổi luôn. Quyển này mới về ngay lúc chiều thứ sáu, 500 cuốn. Bây giờ đã bay hết đi 300 cuốn rồi. Có những bạn chịu không nổi thì phải chạy lên văn phòng lấy, cả ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng có rất nhiều bạn lấy. Bay hết 300 cuốn rồi thì mình nghĩ rằng là nó sẽ như thế nào Nó sẽ tiếp tục thôi. Nó sẽ tiếp tục, nó đi tiếp thôi. Cái bên kênh YouTube tự nhiên sao nó dừng lại, mất tiêu. Các bạn bên kênh Facebook chờ mình một chút xíu, không biết bên Facebook sao tự nhiên nó dừng mất tiêu, mình không thấy nó chạy nữa. Tại sao vậy ta không hiểu lý do vì sao. Thôi cứ để cho nó như vậy đi. Nó như thế nào, và bạn nào cần thì các bạn sở hữu. Chắc ngày hai quyển nữa là trong tuần này là bay sạch hết. Vậy thì cái quyển thứ tư là cái quyển bằng tiếng Anh rồi. Cái quyển bằng tiếng Anh rồi. Bạn nào mà quan tâm tiếng Anh thì mở quan tâm cái quyển này. Vậy thì mình có một cái offer cho các bạn. Bạn nào mà mua ba cái quyển sách ngay bây giờ, ba quyển này, ba quyển tiếng Việt này, Vượt Biển Lớn, Mỗi Ngày Một Chút Thôi và quyển Bì Dân Đầu Quay, tổng tiền của ba quyển này trên trang bìa luôn là 310.000 trên khắp mọi miền đất nước, sẽ gửi về nhà các bạn free ship trên khắp mọi miền đất nước. Các bạn chỉ comment số điện thoại, email xuống đây và các bạn sẽ được add vào một cái group. Trong cái group đó là cái group là dành cho những người chỉ có sách của mình mới được vào cái group đó. Và sang tuần mình sẽ chia sẻ một cái khóa học về kinh doanh và khởi nghiệp hơn 3 tiếng đồng hồ vào trong cái group đó, hoàn toàn miễn phí. Nó là các bạn nào hiện tại trong cái group đó đã khoảng hơn 500 bạn rồi, và các bạn sang tuần các bạn nó sẽ học được cái lớp đó. Và mình có một cái lớp thứ hai, mình cũng chia sẻ hoàn toàn online, học trên online luôn, là lớp kinh doanh và bán hàng Tết. Kinh doanh và bán hàng Tết. Cái lớp này hiện tại là mình đã mở cái khóa 1 rồi. Bây giờ mình đang chuyển sang khóa 2. Các bạn ngồi tại nhà, các bạn học trên live stream, các bạn học trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào quan tâm lớp học này thì như thế nào thì phải inbox cho mình để mình biết, mình gửi đến các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn, chúng ta đã xong rồi cái phần quảng cáo bên cái kênh